Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng vừa khởi tố bị can bắt tạm giam 3 đối tượng thường trú tại tỉnh Long An, 2 đối tượng thường trú tại tỉnh Tây Ninh và bà Phạm Ngọc Hằng, 55 tuổi, thường trú tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai để điều tra về hành vi vận chuyển mua bán thuốc lá nhập lậu. Đây là vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu với số lượng rất lớn bị cơ quan công an phát hiện tại một tiệm tạp hóa ở phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa mà chương trình đã từng thông tin. Trước đó, ngày 17 tháng 7, lực lượng công an kiểm tra tiệm tạp hóa Ngọc Hằng trên đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh. Bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Hằng đang nhận lô hàng là thuốc lá điếu nhập lậu của đối tượng Nguyễn Văn Phước. Tại đây, lực lượng công an còn phát hiện Lê Văn Đờn và Trần Văn Ngay trong một chiếc xe ô tô 4 chỗ, chở theo 8.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Z và Hero nhập lậu. Kiểm tra bên trong cửa hàng tạp hóa Ngọc Hằng, cơ quan chức năng phát hiện hơn 1.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu mang nhãn hiệu Z, Hero, ba số 5, SC, Ravena, cất giữ trong kho hàng. Bà hàng khai nhận đặt mua hàng của Võ Thị Diệu Hiền với số lượng 850 cây thuốc lậu và nhận lời giúp Hiền chuyển tiếp một xe thuốc lá điếu nhập lậu số lượng 850 cây thuốc lậu khác. Hiền đã liên hệ với một đối tượng chưa rõ danh tính để thuê đối tượng Phước, Đờn và Ngay vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ cửa khẩu Tho Mo, tỉnh Long An, giáp ranh với biên giới Campuchia, giao cho Hằng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ